Lời đầu tiên cho phép hai em Minh Trường, Nhã Thi xin kính đến toàn thể bà con cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Và để liên tục chương trình thì thể theo lời yêu cầu cho phép Minh Trường và Nhã Thi xin kính tặng quý vị một lớp trích đoạn trong một vở tuồng cải lương cũng rất là nổi tiếng của sòn giải Yên Lang. Trích đoạn cải lương được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Này ông kia, ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp xương hà đội dốc tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thì mới hay người con gái ấy đã theo chồng. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong giấc mơ buồn bà. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bởi nếu một phút giây nào bà còn tranh nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về với kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông ơi, ông là ai mà ngang ngược nước mơ, nhắc chuyện ban đầu của ai để yêu nhau. Hôm ấy chẳng ông là nghe đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trong lòng. Phải gì không ơi? Bà ơi, chỉ như tôi đã cùng bà thề hẹn ước, thì giấc mơ xưa không còn gì nữa. Ly rượu tân hôn đang nồng nực bia loan phòng. Bà tận hưởng một cuộc đời vàng son quá mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dầm trời xa không bờ ngỡ mộng sông. Để cho bà được bình yên lên kiểu cương. Không, đó là quyết định của sư mẫu. Làm sao em cãi lời người cho được tâm thơ. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành là vợ của người ta. Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa biệt mộng mỹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa căn sương. Thì thôi đừng mà bà ý, đường tôi bước chạnh gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên hiền đồi có là để lắng nghe chiếc quyền đồn đã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên cạnh chồng và những con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng gió bụi sông hồ sẽ vì lắm bước chân hoàng. Xin nhìn biệt hôm ơi, từng bước chân xa như chia đôi trời vĩnh biệt. Tâm ra đi gọi sầu
buồn đông tiếng thu con như lắm giang khúc nhạc lòng gia do. Nơi tôi trở lại đây gặp ca lần sau cuối rồi sẽ dấn thân vào mọi gian xin anh hãy quên bỏ thù xưa khi ngàn đưa hận hận thù ngàn chân. Tôi biết phải làm sao giữa hai nguồn tình và hiếu. Tâm ơi bây giờ trời sắp sửa sang thu, những mùi ngô đồng còn thiếu trước thôi, những bầy chim bao xa trở về nam thân làm chung tay ly tan lành thiên. Cố gắng rồi dòng dưới này, giây phút này biết đâu thì đây là sự quỳ đi chân người yêu cũ để ân cần thăm hỏi mùa thôi. Rồi nửa đêm nay ta sẽ là cô dâu, sẽ không còn gặp được nhìn biệt tâm ca. Xin nhìn biệt tâm ca. Dạ xin hết ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.